Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 156 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bấy giờ, tại Vạn Tộc Điện, Đại Vũ Nhân Tộc Thế Giới, từng vị đại năng giả đang hội tụ ở nơi đây. Tam Thanh Đạo Nhân ngồi ở trên cao, lời nói lạnh như băng nói: Vô Gian Môn bắt đầu điều khiển lực lượng của các đại thế giới rồi. Hiển nhiên trước kia thường xuyên đã chiến bại, bọn chúng đã không chịu được nữa, muốn điều khiển tất cả lực lượng, tiến hành cuộc chiến tranh giành số mệnh cuối cùng. Nội tâm tất cả các vị đại năng giả cảm thấy chấn động, rốt cuộc đã tới rồi sao? Bọn chúng muốn chiến, vậy thì chiến thôi, đánh sụp bọn chúng, giết sạch bọn chúng. Lôi Thần Thiên Tôn bóp nát chén rượu, hắn cầm lên một tiếng nói: Bọn chúng liên hợp trong phế tích thượng cổ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Hậu Nghệ ngồi đó cũng lạnh nhạt nói: Không phải bọn chúng chết, chính là chúng ta vong, không có lựa chọn khác đâu. Chúng ta có thể làm một việc, giết sạch tất cả bọn chúng. Khoa Phụ lại gào lên, một ít thần ma tính khí táo bạo bộc phát sát khí, trong mắt Kỷ Linh mang theo lệ quang. Tất cả mọi việc trên thế gian hoàn toàn không tiến hành theo suy nghĩ của mình. Cũng phải thôi, mình đã luyện thành thần thông Trích Tinh Thủ, kiếm thuật cũng cao hơn quá khứ, đủ để đại khai sát giới trong chiến tranh này. Ta chính thức truyền lệnh. Tam Thanh Đạo Nhân quát lên: Đại năng khắp nơi, tất cả quân đoàn tiên ma dưới trướng đều tiến vào Đại Vũ Nhân Tộc Thế Giới, tùy thời chuẩn bị quyết chiến. Được, được, chiến thôi. Ánh mắt đám đại năng mang theo sát cơ, đây là cuộc chiến cuối cùng, cũng là thời điểm phân ra sinh tử. Bọn họ hiểu, một trận chiến này cho dù thắng, chỉ sợ cũng phải chết cả một đám đại năng. Nơi này đều là bản chí cốt của bọn họ, chỉ sợ rất nhiều người không sống qua nổi hạo kiếp lần này. Có lẽ chính mình cũng có khả năng chết đi. Nếu đã như vậy thì cứ liều đi, giết càng nhiều, khả năng bọn họ có thể sống sót càng nhiều hơn. Mau, nghe hiệu lệnh của ta, nhanh chóng tập kết đi Xích Minh Đại Thế Giới. Cũng trong lúc đó, tại Đại Hạ Thế Giới, Hạ Hoàng cũng liền ra lệnh, trên không trung tập trung không ít tiên ma. Đi! Thiên địa trên Hoàng Cung vỡ ra, thông đạo cực lớn xuất hiện, rất nhiều tiên ma đi vào trong thông đạo tới Xích Minh Đại Thế Giới. Quân đội tất cả thế giới đều tập kết trong Xích Minh Giới Vực. Một khi Xích Minh Đại Thế Giới tập kết hoàn tất, sẽ đưa tới nhân tộc Đại Vũ Thế Giới. Tam giới dung chuyển, chiến tranh lửa xém lông mày. Bản tôn Kỷ Linh đang ở trong tiểu sơn thôn phàm nhân, hắn vô cùng yên lặng, chỉ sợ bọn chúng còn không biết được thôi. Kỷ Linh cầm cần câu và quay đầu nhìn sơn thôn khói bếp bay cao, hắn thở dài. Một hồi đại quyết chiến đã sắp phát sinh, trận quyết chiến này có khả năng sẽ lan tới rất nhiều đại thế giới. Hai đại trận doanh chém giết sinh tử, song phương đều khắc chế không đi hủy diệt tam giới, nhưng ảnh hưởng tới tam giới là khẳng định có, đặc biệt là phương nào mắt thấy khi đã không còn hy vọng nữa, nói không chừng sẽ chủ động đi phá hư tam giới. Nước là mãnh liệt, có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, thuyền có lớn hơn nữa thì nước cũng có thể thừa nhận được. Kỷ Linh nhẹ giọng nói thầm. Sao? Kỷ Linh liền sững sờ, trong đầu linh quang lóe lên. Oanh! Thiên địa nguyên khí phía trên Kỷ Linh chấn động, khí thức thiên đạo lại hàng lâm đầm nước bên cạnh sơn thôn, làm cho người trên miền núi trong sơn thôn hoảng sợ không nhỏ. Đối mặt với khí tức thiên đạo đáng sợ như thế, bọn họ kìm lòng không được liền quỳ xuống. Lúc này, bọn họ nhìn thấy thân ảnh áo trắng đang ngồi tại đó. Kỷ Linh ném cần câu, hắn cao giọng cười to nói: Tiên nhân à, tiên nhân à! Người trong sơn thôn lập tức quỳ xuống bái lạy. Trên một tinh cầu rách nát trong hư không vô tận, Kỷ Linh áo trắng hàng lâm khoanh chân ngồi xuống. Oanh! Hỗn độn hiện ra, hình thành vòng xoáy rất mạnh, hỗn độn chi lực trực tiếp bao trùm Kỷ Linh, điên cuồng rót vào trong cơ thể Kỷ Linh. Đột phá chân tiên, thành tựu thuần dương chân tiên, hấp thu nguyên lực hoặc là tiên đan. Kỷ Linh lại hiểu ra thủy hành thiên đạo, cho nên càng hiểu rõ hỗn độn thiên đạo, có bộ phận cảm ngộ, bởi vì thủy hành chính là một phần của hỗn độn. Đương nhiên Kỷ Linh có thể hấp thu lực lượng trong hỗn độn, lực lượng mênh mông vô tận rót vào trong người Kỷ Linh. Thuần dương kim đan bắt đầu lột xác, pháp lực lột xác quá mạnh. Dùng thủy hành thiên đạo làm hạch tâm, hấp thu hỗn độn chi lực và không ngừng diễn biến hình thái. Tại Tàng Nguyệt Đại Thế Giới, trên một hòn đảo, Kỷ Linh đạo bào màu đen đi ra khỏi tiên phủ,
Bên ngoài tiên phủ có Vạch Thúc nhìn thấy Kỳ Linh, lúc này cười nói: Linh Nhi, người đi ra rồi ư? Ừ, con ra ngoài một chút. Kỳ Linh mỉm cười nói: Vào. Kỳ Linh đã bào màu đen nhanh chóng phá không rời đi. Hắn nhanh chóng lao đi trong không gian. Đúng ngay cả nguyên thần thứ hai vẫn bảo hộ con gái cũng tiến vào trong động thiên pháp bảo của Kỳ Linh đạo bào màu đen. Lần này phân thân nguyên thần thứ hai cũng đã sắp đột phá. Trong một tòa hoang đảo xa xa, Kỳ Linh đạo bào màu đen ngồi xuống bắt đầu hấp thu lực lượng từ trong hỗn độn. Lúc này không gian trên hòn đảo chấn động mạnh, lực lượng hỗn độn bao phủ nơi này. Bản tôn phân thân nguyên thần thứ hai, nguyên thần thứ hai phân thân cũng bắt đầu đột phá. Bản tôn phân thân đang ở trong thế giới lao ngục, hơn nữa cũng dùng thủy hành thiên đạo làm hạch tâm và hấp thu hỗn độn chi lực tiến hành đột phá. Khi Kỳ Linh hiểu ra thủy hành thiên đạo, lập tức làm cho thiên đạo cộng minh. Lại có một đại năng hiểu ra thủy hành thiên đạo rồi. Là ai ngộ đạo vậy? Lúc Kỳ Linh hiểu ra, cả tam giới có một ít đại năng giả hiểu ra thủy hành thiên đạo phát hiện trước tiên. Như Phật Tổ Như Lai, Tọa Nhân Tị và một ít đại năng đứng đầu hiểu ra thủy hành thiên đạo cũng cảm ứng được thiên đạo cộng minh. Bọn họ phát hiện gây ra động tĩnh lớn như thế này chính là Kỳ Linh. Là Bắc Minh kiếm tiên. Bắc Minh rốt cục cũng hiểu ra thiên đạo rồi. Đám đại năng nữ oa trận doanh lập tức cười to. Bọn họ vui mừng quá đỗi. Bọn họ tuyệt không giật mình, bởi vì Kỳ Linh chịu lĩnh ngộ kiếm đạt tới cảnh giới rất cao. Trên thân kiếm mang theo lực lượng thiên đạo mênh mông. Muốn tìm hiểu một đầu thiên đạo cần thời gian rất lâu. Kỳ Linh tu luyện mới hơn ngàn năm, hắn sử dụng thời gian ngắn không hợp thói thường. Trước kia Kỳ Linh tu luyện chưa đủ ngàn năm đã có thực lực đứng đầu, đây chính là yêu nghiệt. Hiện tại mới hiểu ra thiên đạo, đương nhiên bọn họ không kinh hãi. Bọn họ càng không biết Kỳ Linh trên thực tế dùng thời gian gần 2 vạn năm mới hiểu ra thủy hành thiên đạo. Kỳ thực thời gian 2 vạn năm có thể hiểu ra, từ thượng cổ cho tới bây giờ đã là tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Tại vạn ma giới bên trong đại điện, là Bắc Minh kiếm tiên đột phá ư? Mặc Trúc đạo tổ nhíu mày. Quả nhiên trước kia hắn không có hiểu ra thủy hành thiên đạo. Ma Thủ đạo tổ nhíu mày nói. Xem ra trước kia hắn chỉ sử dụng kiếm đạo mà thôi, chỉ bằng cảm ngộ với kiếm bằng vào chân thần chi thân đã bộc phát uy năng đứng đầu, thậm chí có thể địch lại thứ tu đại ma thần. Thân thể có thể so sánh với tiên thiên cực phẩm. Thật không biết Kỳ Linh tu luyện như thế nào đây. Hắn hiểu ra một đầu thiên đạo, có lẽ thủy hành thiên đạo còn kém xa cảm ngộ kiếm đạo của hắn ta. Hoàn Mộc Chi Chủ lên tiếng nói. Hắn ta vốn yếu trên phương diện luyện khí, cho dù thành đạo tổ cũng không có gì cả. Bắc Minh kiếm tiên mạnh ở trên phương diện cận chiến mà thôi. Bọn họ đều gật đầu. Thân thể Kỳ Linh rất đáng sợ, đã sớm là chân thần, cận chiến rất mạnh, hiện tại thành đạo tổ chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi, cũng không có trợ giúp thực chất đối với thực lực của hắn. Tại Tà Nguyệt đại thế giới, bên trên hoang đảo, Kỳ Linh đạo bào màu đen cảm giác pháp lực hùng hậu, tuy đã là tổ tiên nhị đẳng, có thể mượn nhờ 2 đại pháp môn Đào Ngô Thập Bát Thần Ma và duy nhất bản tôn, pháp lực của hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với tổ tiên nhất đẳng. Tổ tiên nhất đẳng rồi, pháp lực vô cùng hùng hậu và tinh thuần. Chỉ tiếc nguyên thần thứ hai của ta thiếu binh khí tốt mà thôi. Kỳ Linh đạo bào màu đen âm thầm nhíu mày. Phóng nhãn khắp tam giới, đại năng cấp độ đứng đầu đều có hỗn độn kỳ bảo. Như Tam Thanh đạo nhân dùng hỗn độn kỳ bảo, hơn nữa còn luyện chế ra Chu Tiên kiếm đồ để phụ trợ. Bản tôn của ta có thần kiếm Tử Quang Quỳnh, nguyên thần thứ hai lại thiếu thần binh thích hợp, xem ra vẫn phải đi thế giới lao ngục một chuyến rồi. Kỳ Linh đã có quyết định. Bỗng nhiên bên cạnh Kỳ Linh xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Bồ Đề. Kỳ Linh. Bồ Đề mang theo vẻ tươi cười nói. Tìm hiểu thiên đạo, thành tựu đạo tổ, chúc mừng con. May mắn có thể đột phá trước lúc xảy ra đại chiến cuối cùng. Sư phụ à, con phải rời khỏi Tạm Nguyệt đại thế giới rồi. Kỳ Linh nói, tuy hắn có cảnh giới rất cao, cảnh giới kiếm đứng đầu tam giới, không cần tranh luận. Nhưng ở trên phương diện thời không lại kém xa, hắn không cách nào so sánh với Bồ Đề đạo tổ. Bồ Đề điểm vào hư không một cái, trong hư không lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Bên cạnh Kỳ Linh đạo bào màu đen xuất hiện một Kỳ Linh áo đen. Lúc này một Kỳ Linh đi vào trong vòng xoáy, một Kỳ Linh khác vẫn ở lại Tà Nguyệt đại thế giới. Tại hỗn độn vô tận ngôi sao Hàn Băng, một đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, cũng cất bước đi nhanh vào trong hạp cốc, tiến vào thế giới trong lao ngục. Bên trong thế giới lao ngục, Kỳ Linh áo trắng
Kỳ Linh đạo bào màu đen sóng vai mà đi, cũng phát ra khí tức cường đại. Sao? Lúc này một con giã cẩu gầy da bọc xương nhìn chằm chằm vào bên này, đôi mắt ố vàng của nó nhìn thẳng vào Kỳ Linh, mở miệng nói: Tiểu tử rất lợi hại, vậy mà đã tăng lên kim đan, từ tam đẳng lên đến nhị đẳng, lại học được thần thông lợi hại, có thể phát huy ra thực lực kim đan nhất đẳng rồi. Hai Kỳ Linh nhìn sang, hắn cười cười nói: Còn phải cảm tạ ngươi, ngày đó đã để điểm. Kỳ Linh áo trắng mở miệng nói ra, nói xong bay thẳng tới trước. Ồ, ngươi thực sự can đảm. Giã cẩu cười lạnh, lúc trước nó nhìn thấy Kỳ Linh, cho nên biết rõ Kỳ Linh là kim đan tam đẳng, mà bây giờ lại phát ra khí tức của tổ tiên nhất đẳng. Đầu tiên Kỳ Linh không thể nào là hỗn độn tiên nhân. Hỗn độn tiên nhân mang theo cảm giác áp bách hoàn toàn khác biệt. Mặc dù là kim đan tam đẳng, đột phá trở thành hỗn độn tiên nhân cũng phi thường đáng sợ. Như vậy Kỳ Linh trở thành tổ tiên tam đẳng, tại sao lại có khí tức của tổ tiên nhất đẳng đây? Chỉ có một khả năng, đầu tiên tăng lên kim đan. Tăng lên kim đan cực hạn chính là tổ tiên nhị đẳng, chính là dựa vào một ít bí thuật thần thông làm cho thực lực nhảy lên đạt tới tổ tiên nhất đẳng. Ngày sau ổn thỏa ta sẽ thỉnh giáo sau. Kỳ Linh lập tức liền nói ra. Ngày sau ư? Giã cẩu lập tức khổ sở. Khán thủ giả đáng chết này. Kỳ Linh áo trắng, Kỳ Linh đạo bào màu đen phi hành bên trong thế giới Long Ngục. Tổ thần tổ tiên trong thế giới Long Ngục có tổng cộng 16 người. Kỳ Linh âm thầm tính toán. Dám đắc tội thế giới thần, không có bị xử tử, không có bị trực tiếp nô dịch, ngược lại chỉ giam giữ tại đây, đều là kẻ thực lực rất mạnh hoặc là có bối cảnh thôi. Ta phải càn quét chân thần chân tiên trước, cũng sư hồn biết được rất nhiều trí nhớ. 16 tên tổ thần tổ tiên, có 3 tên đáng sợ nhất, trong đó có một là giã cẩu kia. Kỳ Linh nói thầm. Thế nhưng mục tiêu của ta lần này không phải là nó. Giã cẩu tổ thần có danh khí rất lớn bên trong cửu phương hỗn độn quốc. Nó chính là tổ thần trời sinh, trong vô số năm tháng sáng chế ra pháp môn đáng sợ, đó là pháp môn ăn. Giã cẩu tổ thần thích ăn nhất, ăn sinh linh, ăn mỹ thực, ăn núi, ăn nước, ăn thiên, ăn địa. Nó là một kẻ điên. Nó chỉ đặt tên cho thần thông đáng sợ của mình với một chữ ăn. Chỉ dựa vào một môn thần thông này, tổ thần tổ tiên chết trong miệng của nó cũng đã vượt qua 30. Cửu phương quốc chủ cũng yêu thích thực lực của nó. Tuy nó nghịch ý của cửu phương quốc chủ, cửu phương quốc chủ cũng chỉ giam giữ hảo hảo mài đi tính tình của nó, chuẩn bị tương lai sẽ thả giã cẩu tổ thần ra ngoài chinh chiến vì hắn. Giã cẩu tổ thần tính chất uy hiếp đạt tới đỉnh cấp trong 16 tên tổ thần tổ tiên thủ phạm nơi đây, cũng chỉ có 2 hung phạm mới có thể so sánh với nó. Giã cẩu tổ thần được thả ra có uy hiếp còn lớn hơn cả thứ tu đại ma thần. Kỳ Linh âm thầm nói thầm. Quyết chiến cuối cùng sắp bộc phát, ta không thể để cho đám tù phạm tổ thần tổ tiên nổi loạn được. Kỳ Linh cũng ngơ ngáy, muốn giao chiến với tổ thần tổ tiên, dù sao bản tôn chết trận có thể bằng vào bản tôn phân thân mà tu luyện trở lại, nhưng tu luyện trở lại cũng mất thời gian hơn vạn năm. Kỳ Linh hiện tại không có thời gian lãng phí ở đây. May mắn mục tiêu của ta là Tam Tuyệt Kiếm Tổ. Kỳ Linh nói thầm. Tam Tuyệt Kiếm Tổ cũng là một trong 16 tên tổ thần tổ tiên tù phạm nơi đây. Hắn là luyện khí lưu, có 3 thanh hỗn độn thần kiếm gọi là Tam Tuyệt, công kích cực kỳ cường đại. Đối phó loại người có lực công kích mạnh như thế, Kỳ Linh ngược lại tin tưởng 10 phần, bởi vì thần thông hộ thể của hắn có thể khắc chế đối phương. Đương nhiên, đối với thực lực Tam Tuyệt Kiếm Tổ, Kỳ Linh cũng từ miệng của đám chân thần chân tiên kia mà biết được. Cho nên Tam Tuyệt Kiếm Tổ rất có thể có thủ đoạn che giấu. Kỳ Linh cũng không dám có chút chủ quan, vì đạt được 3 thanh hỗn độn thần kiếm, Kỳ Linh vẫn quyết định tranh tài một hồi. Đến. Kỳ Linh áo trắng, Kỳ Linh đạo bào màu đen nhìn thấy ở xa xa có một lão giả tóc đen đang ngồi, trên người bộc phát ra kiếm ý cực kỳ đáng sợ. Lão giả tóc đen mở mắt nhìn thẳng về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh thành khán thủ giả, nhưng cho tới bây giờ chưa từng quấy rầy Tam Tuyệt Kiếm Chủ, cho nên lão giả tóc đen thật không biết đến Kỳ Linh. Ngươi là ai? Lão giả tóc đen nhíu mày hỏi. Nhìn khí tức của ngươi cũng là tổ tiên nhất đẳng, khán thủ giả thế giới Long Ngục không nên mạnh như vậy. Ta chính là khán thủ giả của thế giới Long Ngục này. Kỳ Linh áo trắng, Kỳ Linh đạo bào màu đen đồng thời đáp lời, trên người bộc phát ra khí tức cường đại. Lão giả tóc đen cảm giác được uy hiếp trên người Kỳ Linh. Ngươi là khán thủ giả ư? Lão giả tóc đen trầm thấp nói. Thế giới Long Ngục rơi vào tay ngươi, xem ra cửu phương hỗn độn quốc đã bị diệt rồi.
Nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Giao Tam Tuyệt Thần Binh ra đi. Kỳ Linh lạnh nhạt nói. Ánh mắt của lão già tóc đen phát lạnh. Dưới kiếm của ta đã giết không ít tổ thần tổ tiên rồi đấy. Tuy hắn bị giam giữ, nhưng hắn vẫn có thể phát huy thực lực trong phạm vi ngàn dặm quanh đây. Tự nhiên sẽ không dễ dàng cúi đầu giống như tổ thần tổ tiên khác. Hắn quật khởi trong giết chóc, Tam Tuyệt kiếm của hắn chém giết không ít tổ thần và tổ tiên. Xem ra chỉ có thể động thủ mà thôi. Kỳ Linh cũng rất cẩn thận. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với tổ tiên. Tổ thần rất nhiều đều là tổ thần trời sinh. Có thể trở thành tổ tiên cũng tuyệt đối tu hành từng bước một. Hắn phải chiến trận chiến hôm nay, bởi vì sắp tới hắn phải tham gia trận chiến cuối cùng. Hắn cần một bộ Hỗn Độn Thần Kiếm. Kỳ Linh áo trắng, Kỳ Linh đạo bào màu đen đứng sóng vai với nhau, lúc này nhìn chằm chằm vào lão giả ở trung tâm. Sát cơ tràn ngập, đã không thể đồng ý thì chỉ có thể chiến. Hiện lên! Kỳ Linh đạo bào màu đen quát lạnh một tiếng. Chung quanh hắn có vô số tinh kim châu không ngừng trôi nổi trong không gian. Những chư thiên tinh kim châu kia nhanh chóng dung hợp và hóa thành 36 chư thiên. Pháp lực tổ tiên thôi động, mỗi một chư thiên đều hóa thành băng liên xinh đẹp. Mỗi một đóa băng liên là hạch tâm của thế giới, là khởi điểm của thế giới. 36 đóa băng liên vừa xuất hiện, thiên địa chung quanh lập tức tỏa ra khí lưu rất lạnh. Khu vực hoang dã chung quanh nhanh chóng bị đóng băng, không gian cũng đông cứng trở lại. Đi! Kỳ Linh đạo bào màu đen điểm một chỉ vào xa xa. 36 đóa băng liên hóa thành lưu quang bay đi, vần quanh người lão giả tóc đen và tỏa ra hàn khí vô cùng vô tận. Kỳ Linh hao phí gần 2 vạn tuổi năm ngộ đạo, cảnh giới kiếm pháp tăng lên nhiều. Bình thường hắn cũng tìm hiểu cửu trọng hỗn độn cấm chế, bởi vì cảnh giới thực sự rất cao. Hôm nay Kỳ Linh chỉ tìm hiểu ra lục trọng trong cửu trọng hỗn độn cấm chế, làm cho Kỳ Linh cảm ứng hủy chi bổn nguyên vô cùng rõ ràng. Cô động ra băng liên mang theo khí lưu rất lạnh, có thể đông cứng địch nhân. Bởi vì đã kích phát lục trọng hỗn độn cấm chế, uy năng 36 chư thiên đã có thể so sánh với hỗn độn kỳ bảo bình thường. Đáng tiếc chỉ có thể dùng trói buộc địch nhân. Trói buộc ư? Lão giả tóc đen cười lạnh. Ta tu tiên cũng không phải là thần ma, ta không cần chém giết cận thân với ngươi. Ngươi trói buộc ta thì thế nào chứ? Ngươi không cận thân với ta, ta sẽ cận thân với ngươi vậy. Thân thể Kỳ Linh áo trắng xuất hiện 3 đầu 6 tay, phân biệt nắm lấy 5 chuôi Bắc Minh kiếm và một thanh thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Vù! Kỳ Linh áo trắng lúc này hóa thành hào quang, lao thẳng về phía lão giả tóc đen. Sao? Lão giả tóc đen biến sắc, luyện khí lưu sợ nhất là cận chiến. Hắn lúc này hư lạnh một tiếng, trong mũi bay ra 2 đạo lưu quang, 2 đạo khí lưu ngưng tụ thành 2 thanh thần kiếm bằng băng tinh tạo thành. Mới có 2 thanh, lấy 3 thanh kiếm của ngươi ra đi. Kỳ Linh gầm lên một tiếng. Chỉ bằng ngươi ư? Lão giả tóc đen cười lạnh nói. 2 thanh kiếm đã đủ rồi. 2 thanh băng tinh thần kiếm chém ra 2 đạo kiếm quang. Kiếm quang bay trong không gian, nhưng ẩn ẩn mang theo hàn khí, trực tiếp bắn thẳng vào phía Kỳ Linh áo trắng. Keng! Cả 2 thanh kiếm đều va chạm. Kỳ Linh áo trắng chấn động, lui về phía sau, thần sắc liền biến hóa. Đáng chết mà! Vừa giao thủ liền phát hiện tên tổ tiên này tuyệt đối có được thực lực tổ tiên đỉnh cấp, thậm chí còn khó chơi hơn cả thứ tu đại ma thần rất nhiều. May mắn mình luyện thành Trích Tinh Thủ lục chuyển, nếu không hôm nay khó làm gì được hắn ta. Chỉ bằng vào chút thực lực của ngươi là không thể tới gần ta. Lão giả tóc đen cười lạnh. Ồ, vậy sao? Kỳ Linh áo trắng lại xông lên lần nữa. Hắn vung 6 thanh thần kiếm chém tới. Lúc 6 bàn tay của hắn đều thi triển Trích Tinh Thủ lục chuyển, thần lực cường đại bộc phát trong nháy mắt. 6 đạo kiếm quang chém ra, 6 rãnh trời bao phủ hư không, trực tiếp càn quét tất cả trở ngại ở phía trước. Minh Nguyệt kiếm chủ chi toái thiên thức, 2 đạo băng tinh thần kiếm khí thế như cầu vồng, trực tiếp đánh thẳng vào Kỳ Linh. Bành! 2 thanh băng tinh thần kiếm bắt đầu bắn ngược trở lại. Kỳ Linh sử dụng thần kiếm Tử Quang Quỳnh bộc phát hào quang chói mắt, sau khi giải ra ngàn dặm liền bổ thẳng vào lão giả tóc đen. Uy lực thần thông rất mạnh. Lão giả tóc đen nhíu mày, trong mi tâm của hắn có một thanh kiếm màu vàng bay ra. Sau khi thanh kiếm màu vàng bay ra, liền biến lớn nhanh chóng. Sau khi thanh kiếm màu vàng lớn hơn trăm trượng, liền bộc phát ý cảnh chí cương chí dương, giao thủ với thần kiếm Tử Quang Quỳnh của Kỳ Linh. Kỳ Linh cảm thấy tay của mình tê dần, thần kiếm Tử Quang Quỳnh bị đánh bay ngược về phía sau, thanh kiếm màu vàng cũng bay ngược trở về. Lại đến đây! Kỳ Linh dùng 6 tay xung phong tấn công.
đáng chết mà. Lão giả tóc đen nhíu mày, hắn nhìn những băng liên chung quanh. Những băng liên này phóng thích ra từng đạo khí lưu, chúng giống như dây thừng không ngừng trói buộc thân thể của hắn và ngăn không cho cận chiến. Nhưng ba thanh thần kiếm của hắn cũng bị một ít ảnh hưởng. Tam tuyệt kiếm thức thứ nhất. Trong mắt lão giả tóc đen mang theo hàn quang, chỉ thấy hai thanh băng tinh thần kiếm, một thanh kiếm màu vàng hình thành hình tam giác trên cao, mặt ngoài ẩn ẩn có thần văn lưu động và giao hòa với nhau. Chúng nhanh chóng ngưng kết thành một thanh thần kiếm hỗn độn màu vàng bạc với nhau. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, phong mang vô tận như cắt nát không gian sinh ra. Kỷ Linh nhìn thấy thế liền biến sắc. Thật là mạnh, không hổ là một bộ hỗn độn thần kiếm. Ba thanh hỗn độn thần kiếm này hợp nhất với nhau, ít nhất có thể sánh bằng hỗn độn thượng phẩm, thậm chí có thể là thần kiếm hỗn độn cực phẩm rồi. Cấm chế trong đó nhanh chóng ngưng kết với nhau là một thể và bộc phát uy năng đáng sợ, chỉ sợ cũng tiếp cận từ quang quỳnh trong tay ta rồi. Tam thanh đạo nhân trong tam giới chính là như vậy. Bốn hỗn độn thần kiếm còn có chu tiên kiếm đồ có thể kết hợp hoàn mỹ. Kỷ Linh xem chừng thần kiếm từ quang quỳnh của mình đầy đủ thì có thể bộc phát uy thế hỗn độn thần kiếm hoàn mỹ. Nên Kỷ Linh đạo bào màu đen gầm lên một tiếng. Xẹt 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 xẹt, băng liên biến thành 36 chư thiên giống như từng ngôi sao trên cao đánh thẳng vào thần kiếm hỗn tạp màu vàng bạc của đối phương. Mỗi một chư thiên băng liên đều có quỹ tích khó lường và hung hãn, hoàn toàn siêu việt thiên đạo cực hạn. Mặc dù chỉ nện xuống đơn giản nhưng lại thi triển vô ảnh thức trong minh nguyệt kiếm thuật. Keng keng keng, chư thiên băng liên không ngừng nện xuống. Giết! Kỷ Linh áo trắng dùng ba đầu sáu tay cầm sáu thanh kiếm chém giết liên tục. Thần kiếm màu vàng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dù sao chư thiên băng liên chủ yếu dùng khí lạnh để phòng ngự và trói buộc địch nhân, có điểm giống như thủy hỏa diệt thế trận. Nếu như dùng để đánh nhau, chỉ sợ cũng ngang với tiên thiên cực phẩm pháp bảo mà thôi. Pháp bảo quá yếu mà thần kiếm màu vàng có uy năng gần với tử quang quỳnh. Nếu như ba thanh thần kiếm liên hợp đủ siêu việt hỗn độn kỳ bảo. Thần kiếm tử quang quỳnh hóa thành vòng xoáy ngăn cản tất cả. Đi theo sau nó là năm thanh thần kiếm khác. Kiếm quang hóa thành vòng xoáy hoàn toàn có thể ngăn cản thần kiếm màu vàng của lão giả. Cái gì? Sắc mặt của lão giả tóc đen đột biến. Kiếm thuật này thật là đáng sợ. Chỉ cần là người dùng kiếm liền phát hiện kiếm quang kia đáng sợ ra sao. Vòng xoáy như lỗ đen vĩnh hằng, bất sinh bất diệt, tuần hoàn vô tận. Kỷ Linh lại cười lạnh. Đây là thức thứ nhất của vô danh kiếm pháp tâm kiếm thức. Kỷ Linh không thể tìm hiểu ra, nhưng hắn có Bắc Hưu thế giới thần truyền lại 98 khối kiếm pháp bia đá, truyền thụ tàng phong chi ý, tâm kiếm thức cũng ẩn chứa thuật công thủ cao minh. Nếu tìm hiểu tâm kiếm thức kết hợp với tàng phong chi ý, làm cho Kỷ Linh cảm thấy nó phi thường tiếp cận duy tâm thức của mình. Vì vậy, một ít cảm ngộ này cũng dung nhập vào trong duy tâm thức, làm cho duy tâm thức đạt tới cảnh giới cao nhất. Giết! Lúc này, Kỷ Linh tiếp tục xung phong liều chết. Tam tuyệt kiếm, nhị thức. Sắc mặt của lão giả tóc đen rất khó coi. Hắn hôm nay cũng chỉ ngộ ra nhị thức mà thôi. Ông, ông. Bỗng nhiên thần kiếm màu vàng xoay tròn. Kiếm quang của Kỷ Linh rung động lắc lư. Không kiên trì được bao lâu đã tán loạn. Và thần kiếm màu vàng đâm vào lồng ngực Kỷ Linh, làm cho Kỷ Linh lui về phía sau một bước. Làn da của Kỷ Linh chỉ xuất hiện một chút điểm trắng mà thôi. Thần thông hộ thể ư? Lão giả tóc đen kinh hãi. Thần ma lưu cận chiến rất mạnh, càng làm cho hắn phải đau đầu. Nếu như thần thông hộ thể nghịch thiên thì lại càng đau đầu hơn. Đi! Rất nhiều đóa băng liên trên bầu trời bỗng nhiên đánh thẳng vào lão giả tóc đen. Bên ngoài thân thể của lão giả tóc đen xuất hiện một xiềng xích màu đen. Xiềng xích màu đen bao phủ quanh người hắn và ngăn cản tất cả mọi thứ tới gần. Giết! Kỷ Linh áo trắng lại xông thẳng về phía trước. Sắc mặt lão giả tóc đen lập tức khó coi tới cực điểm. Một lát sau, thua, ta thua. Lão giả tóc đen buông tha chống cự. Kỷ Linh áo trắng bị đâm thủng một lỗ trên áo trắng, nhưng được chữa trị rất nhanh. Nếu như không phải bị tù đày nơi đây làm cho ta bị động chịu đòn, ngươi sẽ không thể làm gì được ta. Lão giả tóc đen lạnh lùng nhìn thẳng vào Kỷ Linh. Kỷ Linh thừa nhận chính mình ỷ vào thần thông hộ thể, hơn nữa kiếm thuật cao siêu. Lão giả tóc đen đã kiệt lực kéo dài khoảng cách với Kỷ Linh, nhưng vẫn bị Kỷ Linh đuổi theo. Lúc hắn đuổi theo chính là thời điểm lão giả áo đen bại trận. Tam tuyệt thần kiếm có thể cho ngươi. Lão giả tóc đen nhìn Kỷ Linh,
Kỳ Linh đứng trước mặt lão giả áo đen, sát ý bao phủ lấy đối phương. Mới rồi muốn ngươi giao Tam Tuyệt Thần Kiếm, hiện tại mạng ngươi nằm trong tay ta, ngươi ngoan ngoãn thần phục ta đi. Sao, thần phục cơ? Lão giả tóc đen biến sắc, lập tức cười nhạo nói: cho dù ta nguyện ý thần phục ngươi, ta cũng không cách nào đi theo ngươi ra ngoài chinh chiến, trừ phi ngươi có thể thả ta ra ngoài thế giới Long Ngục này. Ta không có biện pháp thả ngươi, ít nhất hiện tại là không có biện pháp. Kỳ Linh nói: vậy tại sao ta phải thần phục ngươi đây? Lão giả tóc đen lắc đầu khinh thường: ta cần xem trí nhớ của ngươi. Kỳ Linh nói: một tên tổ tiên biết được rất nhiều, có lẽ có thể đạt được một ít tin tức hạo kiếp trong trí nhớ của đối phương. Không có khả năng. Lão giả tóc đen biến sắc và quát lớn: ta nguyện ý thần phục ngươi làm tùy tùng vào sinh ra tử, nhưng ngươi đừng vũ nhục ta, ta chết cũng không có khả năng cho ngươi xem xét trí nhớ của ta. Kỳ Linh thở dài trong lòng, quả thật rất khó. Đạt được Bắc Hưu thế giới thần dạy bảo, Kỳ Linh rất rõ trong hỗn độn vô tận có một số tập tục gọi là tùy tùng, một ít người tu hành cường đại sẽ thu người tùy tùng. Chân thần chân tiên trong hỗn độn vô tận là kẻ yếu, không có địa vị gì cả, bị bắt làm nô lệ là bình thường. Như sáu tôi tớ dưới trướng thứ tu đại ma thần, bọn chúng đều là nô lệ. Còn có chút tùy tùng như Đao Tôn, đó là tùy tùng báo ân, nói là tôi tớ nhưng không phải nô lệ. Lão giả tóc đen nguyện ý làm tùy tùng của Kỳ Linh, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn xem xét trí nhớ. Tổ thần tổ tiên trong hỗn độn vô tận cũng có tôn nghiêm của chính mình. Vậy thì không có biện pháp rồi. Kỳ Linh nhìn lão giả tóc đen, trong mắt ẩn ẩn có sát ý, hắn muốn bức bách một phen. Ta có thể lui một bước. Lão giả tóc đen cắn răng. Ta có thể phát ra lời thề bổn mạng, ngươi hỏi ta, ta sẽ không nói dối. Ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi, chỉ cần không liên lụy tới một ít tư mật, không cho kẻ khác biết được, ta sẽ nói cho ngươi biết thôi. Sao, lời thề bổn mạng ư? Đôi mắt Kỳ Linh sáng ngời. Ngươi có thể ngôn thạch sao? Lời thề bổn mạng, thế giới thần, hỗn độn tiên nhân mới có thể trực tiếp phát ra lời thề này. Thậm chí tổ thần tổ tiên hoặc là chân thần chân tiên, thiên thần thiên tiên cũng có thể mượn nhờ thệ ngôn thạch phát ra lời thề bổn mạng. Ta chuẩn bị cho tương lai thành lập tông phái, đương nhiên sớm chuẩn bị thệ ngôn thạch rồi. Lão giả tóc đen lật tay một cái, xuất ra tinh cầu ngọc bích. Tinh cầu còn có thần văn lưu chuyển. Đây chính là hỗn độn tiên nhân tự tay luyện chế ra thệ ngôn thạch này. Lúc trước ta hao phí 99 giọt hỗn độn linh dịch mới có thể đổi được. Nghe thấy hỗn độn linh dịch, nội tâm Kỳ Linh khẽ động. Thân là tổ tiên càng không giống, địa vị trong hỗn độn vô tận cao hơn chân thần chân tiên rất nhiều, bảo vật trong tay càng nhiều hơn nữa. Lần này cũng bởi vì đối phương bị giam giữ không thể rời đi trong phạm vi ngàn dặm, thì mình mới có thể bức bách đối phương cúi đầu. Nếu ở bên ngoài dùng thực lực của đối phương đã sớm dễ dàng thoát đi. Hiện tại nó là vật vô chủ, người có thể luyện hóa. Lão giả tóc đen cầm tinh cầu ngọc bích đưa tới. Là thệ ngôn thạch ư? Kỳ Linh vẫy tay một cái, tinh cầu ngọc bích bay vào trong tay mình, và sau đó hắn liền luyện hóa, hơn nữa còn thành lập lời thề bổn mạng ở trong đó. Phát ra lời thề bổn mạng đi. Kỳ Linh nhìn lão giả tóc đen. Lão giả tóc đen khẽ thở dài một hơi. Tùy tùng ư? Thực lực của khán thủ giả trước mặt không cao hơn hắn bao nhiêu. Nếu như ở bên ngoài, với thực lực như vậy, làm sao có thể ép hắn làm tùy tùng được đây? Nhưng hiện tại sinh tử nằm trong tay người ta, không thể không cúi đầu. Lão giả tóc đen khẽ vươn tay, thệ ngôn thạch cảm ứng được lời thề bổn mạng. Hắn cũng không có ngăn cản, trực tiếp mượn lực lượng thệ ngôn thạch và phát ra lời thề bổn mạng. Ta dùng tính mạng để thề, ta vĩnh viễn đi theo làm tùy tùng chủ nhân cho tới khi... Kỳ Linh là chủ nhân của thệ ngôn thạch, cho nên hắn có thể cảm ứng được lời thề của đối phương. Chủ nhân? Lão giả tóc đen cung kính nói. Kỳ Linh thầm than, mình cũng chỉ là tân tấn tổ tiên, muốn làm cho tổ thần tổ tiên khác cam nguyện đi theo làm tùy tùng là quá không thật sự, nhưng bây giờ đã làm được. Trong hỗn độn vô tận, cho dù thu tùy tùng, tùy tùng sử dụng bảo vật thần binh chiến đấu hoặc các thứ khác đều là chủ nhân cung cấp cho. Đây không phải là công bình. Tùy tùng vào sinh ra tử đánh bạc tính mạng vì chủ nhân, pháp môn tu hành bảo vật đương nhiên phải dựa vào chủ nhân. Đây cũng là nguyên nhân một ít cao thủ cường đại có thể dễ dàng thu tùy tùng. Chính mình bây giờ lại đang bóc lột bảo vật của tùy tùng. Tùy lão giả tóc đen bị nhốt ở nơi này, muốn chém đứt xiềng xích phải có thực lực thế giới thần, hỗn độn tiên nhân mới được.
cho nên mặc dù đối phương đã thần phục nhưng không thể xuất lực và đi theo mình chinh chiến được. Ta hỏi ngươi, Kỳ Linh nhìn lão giả tóc đen nói, ngươi còn có tổ thần trận không? Tổ thần trận ư? Lão giả tóc đen kinh ngạc nói, chủ nhân, có phải ngươi quá xem trọng ta rồi không? Một ít cũng được. Kỳ Linh liền nói, hoặc là nói cho ta biết, 15 tổ thần tổ tiên khác bị giam giữ ở đây, ngươi có biết ai trong bọn chúng có tổ thần trận không? Sao, có 15 người sao? Lão giả tóc đen ngạc nhiên, 15 người nào? Hắn bị giam giữ nơi này, hắn cũng biết một ít tổ thần tổ tiên khác bị giam giữ tại đây. Là Bích Lan tổ tiên. Kỳ Linh báo ra danh tự 15 cái tên. Thì ra tên điên kia cũng bị giam giữ vào trong đây. Tốt, tốt, rất tốt. Lão giả tóc đen thống khoái, hắn lắc đầu nhìn Kỳ Linh, chủ nhân, ngươi đừng hy vọng xa vời, có tổ thần trận. Tuy nói tổ thần tổ tiên bị giam giữ trong nơi này đều có danh tiếng, nhưng tổ thần trận không phải những tổ thần tổ tiên chúng ta có thể nhúng chàm. Cho dù là tổ thần trận nào cũng do 3 năm tổ thần khống chế tổ thần trận. Cửu phương hỗn độn quốc cũng không có tổ thần tổ tiên nào có được thứ này. Đây là đồ của thế giới thần hỗn độn tiên nhân mới có được. Tổ thần trận cũng phân lớn và nhỏ. Ví dụ như một bộ tổ thần trận có thể làm cho 6 tổ thần sử dụng. 6 gã tổ thần phân biệt luyện hóa trận bàn. 6 tổ thần này trở thành một phần của pháp bảo, tự nhiên hình thành một tòa đại trận. Thần lực của bọn họ hoàn toàn kết hợp viên mãn. Bọn họ công kích cũng có thể đi xuyên thấu qua trận pháp, uy lực tăng lên rất nhiều. Một bộ 100 tên tổ thần bố trí tổ thần trận, thậm chí có thể đại chiến với thế giới thần. Cho dù tổ thần trận loại nhỏ cũng có thể tung hoành trong tổ thần tổ tiên, đây cũng là thứ Kỳ Linh cực kỳ khát vọng. Hắn từ Bắc Hưu thế giới thần biết được việc này, vẫn khát vọng đạt được. Nữ Hoa trận doanh có vài tên tổ thần phối hợp với tổ thần trận, cho dù nhân số không đủ cũng có thể cho chân thần tạm thời thay thế. Mặc dù như vậy cũng có thể quét ngang qua tổ thần của Vô Gian Môn. Cho dù là tổ thần trận loại nhỏ cũng cần ít nhất 500 bình hỗn độn linh dịch. Lão giả tóc đen lắc đầu thổn thức nói, 500 bình hỗn độn linh dịch à? Kiểu phương quốc chủ năm đó tân tân khổ khổ làm ra đại lượng chân tài, hào phí vô tận tâm lực mới bày ra được 36 tòa đại trận rèn luyện hỗn độn linh dịch này. Đó là 36 tòa thế giới lao ngục. Nói là lao ngục, kỳ thực đối với cửu phương quốc chủ mà nói, đây là đại trận rèn luyện linh dịch cực kỳ chân quý. Thế giới lao ngục chính là bảo vật trọng yếu của cửu phương quốc chủ. Thế giới lao ngục nằm trong tay của ngươi, cho nên ta mới nói cửu phương quốc chủ đã bị diệt rồi. 36 tòa lao ngục, một hỗn độn kỷ nguyên cũng chỉ ngưng tụ ra 200 bình hỗn độn linh dịch mà thôi. Lão giả tóc đen nhìn kỹ Kỳ Linh, một hỗn độn kỷ nguyên à? Đó là 5 tháng dài cỡ nào chứ? Mà tổ thần trận loại nhỏ ít nhất vượt qua 500 bình hỗn độn linh dịch mới có thể đổi được. Thế giới thần hỗn độn tiên nhân còn có thể xuất ra sao? Tổ thần tổ tiên phải có thực lực nghịch thiên hoặc là kỳ ngộ kinh người. Mà những kẻ như chúng ta sinh hoạt trong cửu phương quốc rất ít đi ra ngoài mạo hiểm, đương nhiên bảo bối cũng không nhiều. Kỳ Linh gật đầu. Tổ thần tổ tiên trong hỗn độn có thể phân hai chủng, một loại như cộng công, tọa nhân thị, tam tuyệt kiếm chủ trường kỳ sống trong thế giới hỗn độn, rất ít đi ra ngoài mạo hiểm. Còn có một loại như vạn vật ma chủ, thứ tu đại ma thần, thường xuyên xông xáo bên ngoài đi mạo hiểm. Cho dù chỗ bọn họ mạo hiểm có thể có nguy hiểm mất mạng, thế nhưng chỉ cần thành công một lần có thể có đại thu hoạch. Người còn có bao nhiêu hỗn độn linh dịch, hỗn độn tinh thạch đây? Kỳ Linh liền hỏi. Hỗn độn linh dịch còn có 2 bình, hỗn độn tinh thạch chỉ có 100 viên. Lão giả tóc đen nói. Kỳ Linh lắc đầu, thật thất vọng. Tuy đây là toàn bộ gia sản của tổ tiên, nhưng chân quý nhất cũng chính là hỗn độn kỳ bảo. Ví dụ như xưởng xích màu đen kia, nó có giá trị vài bình hỗn độn linh dịch, mà tam tuyệt kiếm trận càng giá trị hơn mấy chục bình hỗn độn linh dịch kia. Cũng là thứ tam tuyệt kiếm chủ hao phí vô tận 5 tháng mới có được. Hỗn độn linh dịch, nó là ngoại tệ mạnh nhất trong hỗn độn vô tận. Nó chính là tinh hoa của hỗn độn, dùng nó có thể tu bổ hồn phách, thần lực, pháp lực, tâm lực, các loại tổn thương. Hỏi thăm lão giả tóc đen vài vấn đề, rốt cuộc Kỳ Linh cũng buông bỏ, hy vọng tổ thần trận là quá xa vời. Nó cũng là một trong những thứ nghịch thiên, quả thật không thực tế, chỉ có yêu nghiệt chân chính trong tổ thần tổ tiên mới có được. Hỗn độn vô tận có một ít tổ thần tổ tiên
có chiến lực sánh ngang thế giới thần, hỗn độn tiên nhân mới có thể có những thứ này. Hỗn độn kỳ báo đều cho ta. Kỳ Linh liền nói. Trong mắt lão giả tóc đen mang theo đau lòng nhưng vẫn vung tay lên. Hai thanh băng tinh thần kiếm và thần kiếm màu vàng hòa lẫn với nhau, còn có một thanh đang vần quanh xiềng xích màu đen. Sao, chỉ có hai thứ này thôi sao? Kỳ Linh truy vấn. Sao, còn chê ít sao? Lão giả tóc đen tức giận. Tam tuyệt thần kiếm, ta lúc đầu dốc sức liều mạng mới thu được tới tay. 16 tên tổ thần tổ tiên, người đi xem có mấy tên xuất ra bảo vật chân quý hơn tam tuyệt kiếm trận này đây. Kỳ Linh cười cười, hắn vẫy tay thu bảo vật, đồng thời pháp lực bắt đầu khởi động và luyện hóa nhanh chóng. Sao? Kỳ Linh giật mình. Tam tuyệt thần kiếm và dây xích phân biệt có mấy trọng ư? Kỳ Linh hỏi. Ta luyện hóa tam tuyệt thần kiếm đến tam trọng, dây xích chỉ tới nhị trọng thôi. Lão giả tóc đen nói. À đúng rồi, người có bảo vật khác không? Mang ra cho ta xem. Kỳ Linh nói. Sao? Người... Lão giả tóc đen lập tức im lặng. Còn hung ác hơn cả cường đạo, lại có kẻ bóc lột tùy tùng như vậy hay sao? Kỳ Linh cũng không quan tâm. Những bảo vật này không có công dụng lớn với hắn. Chỉ có hai bình hỗn độn linh dịch cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Nhưng mình muốn rời khỏi tam giới, trước khi đi cũng phải lưu lại một ít thứ tốt cho con gái Minh Nguyệt. Bóc lột lão giả tóc đen xong, Kỳ Linh liền rời đi, không muốn đối mặt với ánh mắt u oán của lão giả tóc đen kia nữa. Hắn tìm một ngọn núi rồi đáp xuống. Kỳ Linh vung tay lên, ba thanh hỗn độn thần kiếm lơ lửng ở trước người, còn có xiềng xích màu đen cũng bay tới. Xiềng xích màu đen có ba trọng cấm chế, miễn cưỡng tính toán là hỗn độn thượng phẩm. Tam tuyệt kiếm trận, chà chà, lại có sáu trọng cấm chế ư? Đều là hỗn độn cực phẩm cả, một khi liên hợp lại thậm chí có thể đột phá phạm chủ hỗn độn thần binh. Kỳ Linh âm thầm gật đầu, lúc này bắt đầu thử luyện hóa. Hắn luyện hóa dây xích trước, xiềng xích có thể vây khốn địch nhân, cũng có thể bảo hộ quanh người ngăn cản tấn công. Bản tôn Kỳ Linh không có bảo vật phòng ngự gì, thần thông hộ thể của hắn rất lợi hại, nhưng nguyên thần thứ hai vẫn là tổ tiên, tiên thể không thể ngăn cản binh khí, cho nên cần có xiềng xích này. Đệ nhất trọng xem như đơn giản, đệ nhị trọng cũng đã thành công. Hao phí mấy canh giờ, Kỳ Linh đã luyện hóa xong xiềng xích, luyện hóa hai trọng cấm chế. Trong lúc nhất thời, xiềng xích biến lớn và linh động hơn trước rất nhiều. Cảnh giới kiếm pháp của Kỳ Linh thật rất cao, mặc dù ngẫu nhiên nghiên cứu cửu trọng hỗn độn cấm chế, hôm nay cũng có thể luyện hóa lục trọng, có thể gần với tam thanh thời thượng cổ, cho nên hắn cũng dễ dàng luyện hóa hai trọng của xiềng xích. Đệ tam trọng rất khó khăn, không thể luyện hóa trong thời gian ngắn được. Kỳ Linh cân nhắc thời gian và buông bỏ. Luyện hóa tam tuyệt thần kiếm trước đã. Vẫn là thần kiếm tử quang quỳnh tốt hơn, không có cấm chế cần ta luyện hóa. Kỳ Linh cảm khái. Dù sao cũng có bổn nguyên thần kiếm mà. Kỳ Linh thổn thức. Pháp bảo thần binh, hỗn độn thần binh tính toán là tầng thứ rất cao. Trên hỗn độn thần binh chính là đạo chi thần binh. Thế giới thần, hỗn độn tiên nhân dùng đạo chi thần binh, mà thần kiếm tử quang quỳnh lại là tồn tại siêu việt đạo chi thần binh. Thậm chí trong thần kiếm còn ẩn chứa bổn nguyên. Kỳ Linh chỉ chữa trị mặt ngoài của nó đã có thể giúp thần kiếm tử quang quỳnh phát huy ra uy lực siêu việt hỗn độn thần binh. Đương nhiên loại thần binh này cũng làm hỗn độn tiên nhân thế giới thần điên cuồng. Bắc Hưu thế giới thần năm đó chạy trối chết khỏi chết, chân linh bám vào thần kiếm chạy tục mạng. Hắn không mang theo bảo vật nào khác, chỉ còn lại một thanh thần kiếm chân quý nhất và chân linh. Thật không biết năm đó Bắc Hưu thế giới thần chạy trốn đã tiến vào những khu vực quái quỷ nào đây. Thậm chí ngay cả loại bảo vật như thần kiếm tử quang quỳnh cũng đã tổn hại thành như thế này. Kỳ Linh cảm khái thổn thức. Năm đó kẻ đuổi giết Bắc Hưu thế giới thần là Ô Giao Tam Thần Thú, cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong thế giới thần. Bọn chúng ra tay với Bắc Hưu thế giới thần, nhưng chân linh Bắc Hưu thế giới thần đã chạy mất. Nếu như Bắc Hưu thế giới thần truyền tin tức trở lại Thiên Thương Cung thì bọn chúng sẽ chết chắc. Cho nên thời điểm Bắc Hưu thế giới thần trốn đi, Ô Giao Tam Thần Thú cũng dốc sức liều mạng đuổi theo. Bắc Hưu thế giới thần năm đó chỉ còn lại tàn hồn bám vào thần kiếm. Vì chạy trốn cho nên hắn chui vào rất nhiều hiểm địa. Một ít nơi được xưng là tuyệt cảnh của thế giới thần thì hắn cũng chui vào, mà Ô Giao Tam Thần Thú cũng chui vào. Người tu hành thường xuyên đi mạo hiểm, những nơi đó có một ít hiểm địa. Chỉ có tuyệt địa chân chính đi vào hẳn phải chết, cho nên Ô Giao Tam Thần Thú không dám xông loạn. Xuyên Việt hư không, vượt qua thời gian tiến vào các hiểm địa. Thần kiếm tử quang quỳnh rách tung tóe,
lúc này hắn mới trốn tới tam giới, liền không trốn nữa. Thần kiếm từ Quang Quỳnh lúc này cũng chỉ còn lại thần kiếm bổn nguyên hoàn hảo như trước. Kỳ Linh lặng lặng tìm hiểu luyện hóa. Cấm chế trong tam tuyệt thần kiếm còn phức tạp chút ít, cấm chế đầu tiên và thứ hai luyện hóa dễ dàng. Tốt rồi, Kỳ Linh mừng thầm. Luyện hóa cấm chế đầu tiên, thần kiếm có thể vận chuyển tùy tâm. Luyện hóa cấm chế thứ hai, có thể hòa lẫn làm một thanh thần kiếm. Luyện hóa 2 ngày cũng luyện hóa đạo cấm chế thứ ba. Đạt tới thủ đoạn của tam tuyệt kiếm chủ rồi. Kỳ Linh tiếp tục tham ngộ đạo cấm chế thứ tư. Luyện hóa cấm chế càng nhiều, thần binh phát huy uy năng càng lớn. Tam tuyệt kiếm chủ cũng được xem là tổ tiên lợi hại trong cửu phương hỗn độn quốc. Nhưng trong hỗn độn vô tận cũng chỉ có thể xem là thế hệ bình thường. Vạn vật chi chủ trong hỗn độn vô tận chỉ là tiểu nhân vật trong tổ thần tổ tiên mà thôi. Đạo cấm chế thứ tư hơi gian nan một chút, nhưng ta có thể luyện hóa được, chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ Linh cân nhắc cả buổi liền cau mày. Hắn tính ra muốn luyện hóa đạo cấm chế này cũng cần nhiều năm. Đi vào trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp luyện hóa vậy. Tại Tà Nguyệt Đại Thế Giới, Kỳ Linh áo đen đang câu cá với con gái Minh Nguyệt. Hiện tại bản tôn nguyên thần thứ hai đều ở thế giới Lao Ngục, cũng chỉ còn lại phân thân nguyên thần thứ hai vẫn còn ở lại Tà Nguyệt Đại Thế Giới. Công tử đã câu được 12 con, Minh Nguyệt, ngươi chưa câu được con nào đâu đấy. Thu Diệp thẹn thùng cười trêu ghẹo. Ta làm sao biết được đây? Minh Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Kỳ Linh. Phụ thân có phải người ăn gian không? Kỳ Linh nhìn sang Minh Nguyệt. Dung mạo Minh Nguyệt cực giống với Dư Vi, cũng như Dư Vi rất thích mặc áo đen. Mỗi lần nhìn con gái thì Kỳ Linh lại nhớ tới sư tỷ Dư Vi. Sư tỷ, Kỳ Linh nói thầm. Sau đại chiến ta sẽ rời tam giới. Dù sao tam giới cũng là địa phương nhỏ bé, nơi này không có biện pháp giúp ngươi sống lại, có lẽ bên ngoài sẽ có thôi. Rời khỏi tam giới, tìm Thiên Thương Cung là một phương diện. Một phương diện khác chính là Kỳ Linh ôm một đường hy vọng, có lẽ có thể cứu thê tử trở về, cứu phụ mẫu tương đối dễ dàng. Thành thế giới thần hỗn độn tiên nhân là có thể, cứu thê tử quá khó khăn. Minh Nguyệt, ngươi không phải nhìn thấy rồi sao? Nếu như ta ăn gian ngươi, phát hiện được không? Kỳ Linh cười nói. Phụ thân người hiểu thủy hành thiên đạo, người càng dễ dàng ăn gian, như vậy thì con gái làm sao mà phát hiện được? Minh Nguyệt nói thầm. Kỳ Linh cười, lúc ở cạnh con gái hắn rất buông lỏng tâm thần. Kỳ Linh, cuộc chiến tranh giành số mệnh cuối cùng đã bắt đầu rồi, nhanh chóng đến Vạn Tộc Điện đi. Bồ đề nói chuyện vang lên bên tai Kỳ Linh, bỗng nhiên Kỳ Linh giật mình không nhỏ. Rốt cuộc cũng đã bắt đầu rồi. Khí tức của Kỳ Linh ẩn ẩn có chút biến hóa. Phụ thân, Minh Nguyệt nhìn sang Kỳ Linh. Sao vậy? À, không có gì, chúng ta tiếp tục câu cá thôi. Kỳ Linh cười nói. Cũng trong lúc này, tại tinh cầu Hàn Băng bên trong hỗn độn, Kỳ Linh áo trắng xuất hiện trên tinh cầu Hàn Băng. Rốt cục cũng bắt đầu rồi. Kỳ Linh nhanh chóng rời đi. Tại Vạn Tộc Điện, vèo, Kỳ Linh áo trắng xuất hiện tại cửa ra vào của Vạn Tộc Điện. Đám đại năng trong điện đã tới, bởi vì lúc trước bản tôn và nguyên thần thứ hai đều tiến vào thế giới Long Ngục, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Kỳ Linh cũng không có biện pháp ngưng tụ hóa thân tại Vạn Tộc Điện. Kỳ Linh đã đến rồi. Tam Thanh Đạo Nhân đứng dậy nói. Đi, Vô Dân Môn đã điều động đại quân, chúng ta cũng phải điều động rồi. Lúc này đại năng trong đại điện đều là bản tôn, bởi vì mọi người đều hiểu rõ, một khi cuộc chiến tranh giành số mệnh bắt đầu, quyết chiến cuối cùng tùy thời cũng bạo phát. Cho nên kể cả thần nông thị, phục khi thị đều từ hỗn độn quay trở về. Thậm chí có thân ảnh mặc áo bào xám, mang mặt lạ, lưng còng cũng xuất hiện. Kỳ Linh nhìn thân ảnh áo bào xám lưng còng xuống, nói thầm. Có lẽ hắn chính là Cộng Công. Tam Thanh Đạo Nhân, Phật Tổ Như Lai, Toại Nhân Thị, Phục Khi Thị, Thần Nông Thị, Hậu Nghệ, Kỳ Linh, thân ảnh áo bào xám, lưng còng, đằng sau chính là Bồ Đề cùng một đám đại năng giả. Các đại năng đều bay ra khỏi Vạn Tộc Điện, bay lên trên bầu trời. Kỳ Linh quan sát phía dưới, hắn nhìn nhân tộc đại vũ thế giới tụ tập từng nhóm đại quân tiên ma lan tràn tới chân trời. Bọn họ như du long dài hẹp bao phủ cuối chân trời. Đại quân tiên ma của Nữ Hoa Trận Doanh chúng ta đều tụ tập nơi đây, cũng không tệ. Tam Thanh Đạo Nhân nhẹ giọng cảm khái. Hiên Viên liền ra lệnh. Tốt. Hiên Viên Hoàng Đế đứng phía sau tiến lên, đồng thời trực tiếp truyền lệnh. Mau xuất phát. Oanh. Chân trời nơi xa xa có khe nứt không gian xuất hiện, từng nhánh đạo quân tiên ma nối đuôi nhau đi vào.
cuộc chiến tranh giành số mệnh cuối cùng cũng diễn ra trong tinh không. Từng chặng chiến tranh giới vực lúc trước, các đại năng giả hỗ trợ vững chắc đại thế giới. Những đại thế giới này có thể thừa nhận chiến tranh trùng kích, mà tranh giành số mệnh cuối cùng, tiên ma quá nhiều. Đây là tất cả tiên ma của hai đại trận doanh. Nếu như chém giết trong một phương đại thế giới thì đại thế giới sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thái Dương Tinh tỏ hào quang sáng ngời, chiếu sáng hư không vô tận. Cho dù như thế, hư không vẫn là mờ, khoảng cách quá mức xa xôi, ngay cả Thái Dương Tinh cũng u ám. Đại quân Vô Gian Môn cũng không ngừng xuất hiện, hình thành một đại trận phân tán khắp nơi. Đại quân tiên ma của Nữ Hoa trận doanh cũng xuất hiện trong thông đạo hư không, dựa theo trình tự phân bố hợp lý, song phương đứng cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm. Phía sau đại quân của hai bên là các vị đại năng giả. Tam Thanh Đạo Nhân, Phật Tổ Như Lai, Tọa Nhân Thị, Thần Nông Thị, Phục Khi Thị, Hậu Nghệ, Kỷ Linh, Thân Ảnh Lưng Còng, còn có một đám đại năng giả đứng sau đại quân, bọn họ đều đang nhìn đối phương. Sinh sôi nảy nở, vô tận tế nguyệt. Phục Khi Thị nói khẽ, luận số lượng đại năng giả, luận thiên thần chân tiên và số lượng thiên tiên, hôm nay tam giới đã vượt xa thời thượng cổ rồi. Quy mô cuộc chiến này đã vượt xa đại chiến phá diệt lúc trước rồi. Tam Thanh Đạo Nhân cũng nói, Hiền Viên, ngươi nhìn kìa. Phật Tổ nhìn sang Hiên Viên Hoàng Đế. Hiên Viên Hoàng Đế gật đầu. Lúc này do Hiên Viên Hoàng Đế chỉ huy đại quân. Kỷ Linh quan sát đại quân khí thế hung hãn ở phía xa xa, hắn liền nhìn sang, nhìn thấy các sư huynh sư tỷ của mình, Phượng Tiêu sư huynh, Quân Ngũ, Kim Mô, cũng nhìn thấy Cửu Nha Thiên Thần, Nguyên Quang Thiên Thần, Liệt Dương Thiên Thần. Hắn cũng nhìn thấy quân đoàn thiên thần dưới trướng Hạ Hoàng, Bảy Long Thần, Vu Kỷ Thiên Thần, Đông Hư Thiên Thần, Phi Du Thiên Thần. Trong mắt Kỷ Linh mang theo tia lửa nhìn sang đại quân Vô Gian Môn. Hắn nhìn thấy Trường Thanh Kiếm Tiên, nhìn thấy ba đại yêu thần tại thôn Long Sơn, nhìn thấy Khô Thảo Tiên Tử, nhìn thấy Phù Hoa Chân Tiên. Bác Minh, ngươi còn nhớ hắn không? Bỗng nhiên Phật Tổ Như Lai nói với Kỷ Linh và chỉ ra phía xa xa. Kỷ Linh nhìn theo ngón tay của Như Lai, hắn thấy một gương mặt tuấn mỹ trắng nõn đang chỉ huy một nhánh đại quân. Hắn mặc áo bào màu vàng, đi chân trần, hiển nhiên là Bồ Tát của Phật Môn. Đó là... Kỷ Linh lập tức cảm thấy rất quen thuộc. Là Đông Cát Bồ Tát. Phật Tổ Như Lai cười nói, là Đông Cát ư? Kỷ Linh lập tức nhớ ra, khó trách cảm thấy nhìn quen mắt như vậy. Lúc trước chính mình đi học ngũ bảo kiếm thuật của Phù Cư Đạo Tổ lưu lại, lúc đó đã từng đụng phải Đông Cát Hoàng Tử quần là áo lượt. Kỷ Linh làm cho Đông Cát Hoàng Tử làm sai phật ở quán rượu trong 300 năm. Trong vòng 300 năm, đánh không hoàn thủ, mắng không trả lời. Đúng thế, người lúc trước ngươi bảo hắn đi thế gian làm sai vặt trong 300 năm, cũng mải đi không ít ngạo khí của hắn, làm hắn hiểu ra bản tâm, tự nhiên ngộ đạo thành chân tiên, về sau tiến vào Phật Môn và có thành tựu kinh người. Phật Tổ Như Lai nói, hắn có một viên Phật tâm chân chính, Pháp Môn Phật Môn rất thích hợp với hắn, nếu cho hắn đầy đủ thời gian, sợ rằng cũng thành tựu đại năng. Hiện tại đại kiếp nạn đã tới. Kỷ Linh cũng rất mừng rỡ, không nghĩ tới Đông Cát Hoàng Tử quần là áo lợt năm xưa hôm nay đã là Đông Cát Bồ Tát. Kỷ Linh nhìn sang, những người nơi đây có ân tình, có giao tình, thậm chí có kiều án với hắn đều đứng trong đại quân tiên ma. Lúc này bọn họ chỉ là quân cờ trong hạo kiếp mà thôi, mà chính mình kiệt lực dễ dụa một đường tu hành, dựa vào thực lực và vận khí, rốt cục cũng đứng ở đỉnh phong, rốt cục cũng có thể ảnh hưởng tới cuộc chiến. Không biết sau cuộc chiến lần này sẽ có bao nhiêu người sống sót đây. Kỷ Linh yên lặng nhìn xem. Vô Gian Môn. Lời của Hiên Viên Hoàng Đế vang vọng trong hư không vô tận, quanh quẩn bên tai của các tiên ma. Lúc trước chúng ta thu nhận các ngươi tiến vào tam giới, các ngươi không cảm ơn thì thôi, vậy mà lại gây sóng gió, nhấc lên đại kiếp nạn này, thậm chí ti tiện vô sĩ ám sát rất nhiều đại năng, ám sát thân bằng hảo hữu của thiên thần chân tiên. Muốn chiến thì chiến thôi, chúng ta e ngại sao? Năm đó giết các ngươi đại bại, lần này các ngươi cũng sẽ đại bại thôi. Đừng nói nhảm nhiều lời. Trong đám đại năng giả Vô Gian Môn có tiếng cười lạnh vang lên. Được làm vua, thua làm giặc, thắng chính là bá chủ tam giới. Lần này Vô Gian Môn chúng ta và trận doanh Nữ Hoa các ngươi chỉ có một phương còn sống mà thôi. Các ngươi sẽ chết thôi. Hiên Viên Hoàng Đế quát lớn vang vọng hư không, trong tiếng quát mang theo sát khí. Sát! Hiên Viên Hoàng Đế trực tiếp hạ lệnh,
Sát, sát! Đại quân tiên ma gào lên như phá vỡ bát hoang lục hợp. Hàng tỷ tiên ma cùng gào lên, sát ý ngập trời. Cả tam giới sắp đại chiến. Đại quân tiên ma của song phương không ngừng lao vào nhau, đều đỏ mắt mà chém giết lẫn nhau. Hai phe như hai dòng nước lũ va chạm. Đương nhiên chủ động xông lên chém giết đều là thần ma hiểu cận chiến. Còn có chút đại trận cổ xưa đều ở phía xa thi triển pháp thuật đại quy mô. Trong lúc nhất thời che khuất bầu trời, hư không liên tục bị vỡ vụn. Hiền viên hoàng đế trịnh trọng cẩn thận điều khiển đại quân. Phật tổ Như Lai, tam thanh đạo nhân, tọa nhân thị, thần nông thị, phục khi thị, kỷ linh, hậu nghệ, thân ảnh áo bảo xám lưng còng để quan sát cuộc chiến. Đồng thời đặt chú ý vào đám đại năng giả của vô gian môn, phòng ngừa những đại năng giả này tập kích đại quân của bọn họ. Bởi vì cuộc chiến số mệnh đã bắt đầu, đại năng giả vô gian môn cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến cuối cùng lần này. Bây giờ là chúng ta chiếm ưu thế rồi. Tam thanh đạo nhân lạnh lùng nói. Cũng không cần vội vã phát động cuộc chiến cuối cùng. Thế nhưng vô gian môn lại khác, bọn chúng hiện tại hơi lâm vào yếu thế. Một khi thực thắng lợi vô vọng, bọn chúng sẽ động thủ thôi. Tọa nhân thị, kỳ linh, hai người các ngươi tốc độ là nhanh nhất. Thời khắc mấu chốt, hai người các ngươi phải phòng ngừa vô gian môn đánh lén đấy. Ừ. Tọa nhân thị gật đầu. Được. Kỳ linh cũng gật đầu. Hai người bọn họ đều có kiểu sắc điện xà độn thuật. Cho dù vô gian môn muốn động thủ, hai người bọn họ phát hiện cũng có thể ngăn chặn được. Bên phía chúng ta cũng xuất hiện thương vong rồi. Như Lai nói khẽ. Thương vong khó mà tránh khỏi. Trong mắt tọa nhân thị bắn ra thần quang, chiến ý ngập trời, trầm giọng nói. Có đôi khi thắng lợi nhất định phải dựa vào máu tươi đúc thành. Năm đó nhân tộc quật khởi trong nghịch cảnh, chính là tọa nhân thị xuất lĩnh, cũng sử dụng máu tươi và xương trắng đúc thành huy hoàng của nhân tộc. Kỷ Linh cũng yên lặng nhìn xem. Là Lôi Thôi sư huynh ư? Bỗng nhiên Kỷ Linh nhìn thấy trong nữ hoa bổ thiên trận có thân ảnh của Lôi Thôi đạo nhân. Hắn chính là đại sư huynh lúc còn ở Hắc Bạch Học Cung. Không nghĩ tới hắn cũng thành thuần dương chân tiên rồi. Kỷ Linh thầm than. Lúc này không đột phá thành chân tiên, có lẽ còn có thể tránh né đại chiến được. Đại năng giả đều có đệ tử hoặc thân nhân. Nếu như thực lực không được, chỉ là thiên tiên cũng không thể tham gia cuộc chiến. Như con gái Minh Nguyệt của Kỳ Linh, như đệ tử mộc truyền chân nhân của Xích Minh Đạo Tổ đều là thiên tiên. Bọn họ tham gia không có ý nghĩa. Mặc kệ như thế nào, nữ hoa trận doanh cũng phải lưu lại hỏa chủng cho mình. Những thiên tài này không cần tham chiến. Về phần như Thu Diệp, Thanh Nhai, Tiểu Vũ càng không phải thiên tiên, bọn họ không có tư cách để tham chiến. Nếu như đạt tới thiên thần chân tiên thì lại khác. Lôi Thôi sư huynh, Đông Cát Bồ Tát có là thiên tài cũng phải tham gia đại chiến. Trừ phi có đại năng địa vị cực cao trong trận doanh nữ hoa muốn bảo vệ bọn họ. Ví dụ như Tam Thanh Đạo Nhân, Như Lai, Tọa Nhân Thị, Kỷ Linh. Chỉ cần bọn họ muốn bảo vệ thiên thần chân tiên. Giả thiết con gái của Kỷ Linh thành thuần dương chân tiên, Kỷ Linh không muốn con gái mạo hiểm. Trận doanh nữ hoa hoàn toàn đáp ứng tâm tư của Kỷ Linh. Mặc dù là đại năng cũng ít khi làm vậy. Cho dù có làm như thế, tối đa cũng chỉ bảo vệ một hai người mà thôi. Như Bồ Đề Đạo Tổ, hắn không bảo vệ bất cứ đệ tử nào dưới trướng của mình. Tất cả đều lên chiến trường. Thiên tài chói mắt năm đó, hôm nay cũng chỉ là quân cờ trên chiến trường mà thôi. Kỷ Linh cảm giác lực lượng của con người hoàn toàn vô lực trong chiến tranh. Cho dù là chân thần đạo tổ cũng phải vô lực trước số mệnh. Bởi vì song phương sử dụng một ít đại trận, tùy ý một kích đều vượt qua chân thần đạo tổ, gần với đạo tổ đỉnh cấp rồi. Đại quân song phương chém giết, giao chiến nửa canh giờ liền lùi lại. Bởi vì loại chém giết kiệt lực như thế, tiêu hao pháp lực phi thường to lớn. Bởi vì gần như tất cả tiên ma trong tam giới đều giao chiến. Bất kể nữ hoa trận doanh hay là vô gian môn đều cung ứng rất nhiều đan dược. Cho nên chỉ có thể chiến đấu nhiều chàng. Mỗi một hồi song phương đều cẩn thận từng ly từng tí, tận lực kéo một khối thịt trên người đối phương xuống, cố gắng tìm kiếm sơ hở của đối phương. Ngày đại chiến đầu tiên, trong trận doanh nữ hoa có 612 thiên thần chân tiên chết trận, 320 vạn thiên tiên vẫn lạc, tán tiên tiên ma nhiều vô số kể. Vô gian môn chết 120 thiên thần chân tiên, 189 vạn thiên tiên, tán tiên thần ma nhiều vô số kể. Ngày trận chiến thứ 6, nữ hoa trận doanh chết 925 thiên thần chân tiên, hơn 562 vạn thiên tiên vẫn lạc, tán tiên thần ma nhiều vô số kể. Vô gian môn chết 531 thiên thần chân tiên, hơn 755 vạn thiên tiên, tán tiên thần ma lại vô số kể. Chiến tranh ngày thứ 19, chiến tranh ngày thứ 26.
song phương kiệt lực suy nghĩ, tìm sơ hở của đối phương. Mỗi một lần giao phong đều cẩn thận từng ly từng tí. Chết đi, tổn thương nhưng xem ra rất nhỏ, dù sau lần này là tất cả thần ma trong tam giới đều tham gia. Chiến tranh ngày 69, ngày hôm nay giao phong cuồng bạo và kịch liệt hơn rất nhiều. Ngày hôm nay có quá nhiều thiên thần chân tiên vẫn lạc, bởi vì vô gian môn và trận doanh nữ hoa đồng thời âm thầm mang trùng thú ra sử dụng. Đại quân trùng thú tỏa ra uy thế cuồn cuộn, lập tức ảnh hưởng cân đối của chiến cuộc, xuất hiện chém giết đại quy mô. Lùi về! Hiên viên hoàng đế bắt đầu hạ lệnh. Trận doanh nữ hoa và trận doanh vô gian môn cũng bắt đầu lui binh. Hào khí chiến trường vô cùng khốc liệt, vô số ánh mắt tiên ma vô cùng điên cuồng. Những người có thể tu luyện thành tiên ma cũng chưa muốn lui, đều liều chết muốn giết chết đối phương. Trùng thú của chúng ta ít hơn chúng một ít. Phục Khi Thị nhíu mày nói, bọn chúng đạt được khôi lỗi pháp môn của vạn vật chi chủ, đạt được pháp môn bồi dưỡng trùng thú cũng không có gì lạ. Tam Thanh đạo nhân lạnh lùng nói, tuy trùng thú của chúng nhiều hơn chúng ta một ít, nhưng tất cả đều nằm trong khống chế cả. Trường Thanh kiếm tiên. Kỷ Linh lắc đầu, phản đồ Trường Thanh, Kỷ Linh vẫn muốn chém giết hắn. Không nghĩ tới trong chém giết ngày hôm nay, bởi vì song phương đại quy mô sử dụng trùng thú cho nên phá hư cân đối, Trường Thanh kiếm tiên gặp hiểm cảnh lại đột phá. Cái gì cảm ứng thiên đạo, hiểu ra một đầu thiên đạo. Trường Thanh kiếm tiên lúc ấy liền nuốt Đại La Tiên Đan và mau chóng đặt tới Đại La Kim Tiên đạo tổ. Hắn đột phá liền bị nữ hoa trận doanh điên cuồng tiến công, hắn trở thành tiêu điểm. Sau khi bị vây công, Trường Thanh kiếm tiên chết còn nhanh hơn. Trong mấy giây trở thành đạo tổ, Trường Thanh kiếm tiên đã bị hơn 10 đại trận vây công diệt sát tại chỗ. Gần như tất cả tiên ma trong tam giới đều tụ tập ở nơi này. Ai sáng chói nhất, chói mắt nhất, ai hấp dẫn đại lượng hỏa lực nhất, trừ khi phải có thực lực đứng đầu, nếu không thật cách cái chết là không xa. Trận chiến này chết quá nhiều người rồi. Thần Nông Thị thở dài nói, cũng không còn cách nào cả. Tọa Nhân Thị cố nén đau lòng, Kỷ Linh cũng cảm thấy khó chịu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 156 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.